hé lộ bí mật chấn động chưa ai từng tiết lộ về tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, sau 58 tuổi, gặp thời đổi vận, về già an nhàn giàu sang viên mãn. Thưa quý cô bác tuổi Bính Ngọ kính mến, đã bao giờ cô bác tự hỏi tại sao mình cố gắng, chăm chỉ như vậy mà qua nửa đời người vẫn chưa một ngày thảnh thơi, đã vậy mỗi ngày đi làm bị đồng nghiệp chèn ép, cướp công, khi về già cũng chẳng yên thân, con cái thì tranh nhau giành miếng đất, căn nhà chỉ muốn mình nhận phần hơn, hay như khi sắp đạt được những thứ mà mình mong muốn, thì trăm điều trái ngang và điều trái ý đổ xuống đầu, cuối cùng lại sôi hỏng bỏng không, khiến cô bác vô cùng tuyệt vọng và buồn bực. Tuy nhiên cô bác ạ, sông có khúc, người có lúc, cuộc đời vốn dĩ có lúc thăng, lúc trầm, không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Chỉ cần cô bác không nản lòng mà bỏ cuộc giữa chừng, nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn mà thành công, thành tựu. Đặc biệt, thời điểm dưới đây là một trong những giai đoạn cực kỳ căng thẳng của Bính Ngọ. Nếu không đề phòng và chú ý về các vấn đề trong vận trình của mình, thì bản mệnh gặp đại hạn triền miên, tài lộc đi hết, hơn nữa còn có thể gặp nạn diệt thân, lìa xa cõi đời. Tuy nhiên, sau cơn mưa luôn có những tia nắng ấm áp, nếu sau 58 tuổi biết nắm bắt và tận dụng những căn cơ được tiết lộ, thì có thể chuyển họa thành phúc, giàu lên nhanh chóng, khỏe mạnh thần kỳ, ai cũng nghiêng mình ngưỡng mộ. Nói đến đây sẽ có nhiều cô bác Bính Ngọ vẫn còn bán tín, bán nghi, vậy cô bác hãy dành chút ít thời gian để cùng chiêm nghiệm nhé. Trời thương Phật độ, tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, thoát khỏi tai ương, vượt qua đại hạn, vận số cực may, cực đỏ, trúng số độc đắc, trả sạch nợ nần, ôm tiền tỷ về nhà, đổi đời đại gia, nếu biết được cơ mệnh này. Người tuổi Bính Ngọ, họ sinh ra là để gánh vác công việc cực khổ, họ là người không bao giờ thừa nhận thất bại, họ chiến đấu đến cùng. Chỉ cần bản thân mình có thể, không hành động thì thôi, người tuổi Bính Ngọ một khi bắt đầu ra khỏi giai đoạn non trẻ, họ sẽ gặt hái được khá nhiều thành công. Người tuổi Bính Ngọ ưu và nhược điểm lúc nào cũng đi kèm với nhau, họ là một trong những người khó giữ bí mật, nếu muốn thành công, bắt buộc họ phải rèn luyện tính nhẫn nại của bản thân. Đặc biệt trong công việc, đã bắt tay vào làm việc gì, phải gánh vác tới cùng, có đầu, có cuối, đặc biệt bảo mật là trên hết. Người tuổi Bính Ngọ thường hay nói nhiều là mẫu người lạc quan, cứ thao thao bất tuyệt mọi thứ trên đời, đây cũng là điểm mà giúp họ có nhiều bạn bè, cũng được bạn bè giúp đỡ rất nhiều. Nhưng điều này vô tình đắc tội với bạn bè, chính vì thế, hãy luôn cẩn thận chú ý cách cư xử của mình, lanh lẹ đôi khi cũng là một cái tội. Người tuổi Bính Ngọ có đôi tay khéo léo, họ có thể làm bất cứ việc gì đi nữa, khi người khác nhìn vào sẽ thấy được phong độ cao quý của họ. Tuy nhiên, họ lại là những người có ước muốn khá cao, đôi khi còn vượt quá năng lực của họ, đặc biệt khi rơi vào tình huống độc lập, họ lại không có cách nào ứng phó một cách tự nhiên được. Về phương diện tiền bạc, người tuổi Bính Ngọ dễ thành công và họ thường sẽ nhận được những khoản tiền rất lớn. Tuy nhiên, họ lại sinh hoạt một cách phung phí, hào nhoáng, thậm chí là sang chảnh quá mức cho phép, chính vì thế mà họ không bao giờ dư giả được. Tự do trên hết, người tuổi Bính Ngọ quý trọng tự do và tôn thờ độc lập. Họ là con giáp dương, Bính Ngọ cần rất nhiều không gian để lang thang, tuổi này không thể chịu được các lịch trình, thời gian biểu cứng nhắc, cũng như các quy định và quy tắc nhỏ nhặt, đơn giản là họ không có đủ thời gian hoặc sự kiên nhẫn cho những thứ này. Người sinh năm Bính Ngọ thường rời xa gia đình từ khi còn trẻ và sẽ lao động không ngừng nghỉ suốt cuộc đời, người ta tin rằng ngựa sinh ra để chạy đua và chu du thiên hạ. Vì vậy, du lịch là một trong những sở thích hàng đầu của con giáp này, bản năng lãng tự thúc giục họ tìm kiếm những trải nghiệm mới và coi cuộc đời như một chuyến du ngoại. Người tuổi Bính Ngọ luôn lập kế hoạch cho những chuyến đi tiếp theo, không hoạt động khiến họ buồn đến chết. Kiên định và trung thành, người tuổi Bính Ngọ năng động, tràn đầy năng lượng và lòng nhiệt huyết, đa số họ sinh ra để làm việc, tuổi này thường lao động hết mình. Bất kể đó là việc gì, mệt mỏi hay khó khăn chồng chất, không thể ngăn họ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Tố chất mạnh mẽ và bền bỉ này giúp họ trở thành những nhân viên xuất sắc. Trong tất cả các tuổi, Bính Ngọ là con giáp dũng cảm nhất, cũng giống như những chú ngựa can đảm, bao đời giúp con người di chuyển trên những chặng đường dài hay đương đầu với kẻ thù trong các cuộc chiến khốc liệt. Người tuổi Bính Ngọ thể hiện sức mạnh nội tâm, mãnh liệt và quyết tâm sắt đá, ngay cả khi phải đối đầu với khủng hoảng và khó khăn. Họ vẫn tiến lên phía trước, họ luôn muốn dốc hết sức lực của mình để thử thêm một lần cuối. Đó cũng là biểu hiện của sự tự tin to lớn trong họ. Tuổi Bính Ngọ sẵn sàng đối đầu với thử thách ngày càng khó khăn hơn, tràn đầy dũng khí, họ sốt sắng vượt qua dòng sông trở ngại. Không chỉ mạnh mẽ, tuổi Bính Ngọ còn là những con người đáng tin cậy, chân thật và trung thành. Nếu đã hứa hẹn điều gì, họ sẽ cố gắng hết mình để thực hiện. Họ chẳng mấy khi khiến bạn phải thất vọng, giao du và hòa đồng.
Tuy rất kiêu hãnh và tự lập, người tuổi Bính Ngọ vẫn cần bạn đồng hành, họ cần một bờ vai để có thể chung sống hài hòa. Để đưa chỉ dẫn khuyên nhủ, cũng giống như ngựa tốt, cần đến bàn tay chăm sóc của người cưỡi. Tuổi Bính Ngọ cần có bạn bè hoặc bạn đời tốt để bộc lộ toàn bộ sức mạnh và ý chí. Hoạt bát, tốt bụng, mau miệng, hài hước, người tuổi Bính Ngọ thường thích hội hè và được nhiều người biết đến, nhiệt tình và thẳng thắn, họ rất dễ kết bạn. Các mối quan hệ xã hội cực kỳ quan trọng với người tuổi này và họ thường có nhiều bạn bè thân thiết. Họ thích dành phần lớn thời gian với một nhóm bạn và rất quan tâm tới cách người khác cảm nhận về mình. Thật khó để người tuổi Bính Ngọ giữ được bí mật cho riêng mình, thoải mái, tự tin trước đám đông. Người tuổi Bính Ngọ là một diễn giả hết sức thuyết phục. Họ không ngại nói ra sự thật, họ cũng quá chính trực và vô tư để có thể lùi bước trước sự bất công. Cả thèm chóng chán, trí thông minh tuyệt vời giúp tuổi Bính Ngọ nắm bắt vấn đề mới một cách dễ dàng. Họ có khả năng thực hiện cùng lúc nhiều nhiệm vụ, nhưng không phải bao giờ cũng hoàn thành công việc đã bắt đầu. Họ luôn mải mê săn đuổi cơ hội mới. Do có quá nhiều quan tâm, tuổi Bính Ngọ thường chọn công việc theo hứng. Họ hành động một cách bộc phát và hiếm khi cân nhắc chúng một cách kỹ lưỡng. Khi vỡ mộng vì kết quả không được như mong muốn, họ có thể bỏ dở công việc và chuyển ngay sự chú ý sang vấn đề khác. Nhanh nhẹn và linh hoạt, người tuổi Bính Ngọ thích nói năng, suy nghĩ, ăn uống và hành động một cách chóng váng, do đó có xu hướng bỏ qua các chi tiết. Họ yêu luyện tập cả thể chất và tinh thần. Để thỏa mãn tính chất thường của họ, họ thay đổi ý định liên tục và thậm chí thường xuyên mất hứng thú với các dự án trước khi chúng được hoàn thành. Nhờ đa tài, người tuổi Bính Ngọ có thể thành công trong rất nhiều việc, tuy nhiên họ lại rất khó chịu khi thất bại. Nếu sự việc không thành, họ thường không thể làm tiếp công việc đã đổ vỡ. Kẻ nổi loạn ương ngạnh, tuổi Bính Ngọ thường bướng bỉnh và cứng đầu, tính khí bốc lửa và khả năng thay đổi tâm trạng nhanh như gió, đôi khi khiến họ trở nên nguy hiểm. Con giáp này không bằng lòng với bất kỳ hình thức kiểm soát hay tạo áp lực nào và rất ghét bị dồn vào đường cùng, trái lại họ thích làm mọi việc theo cách riêng của mình. Người tuổi Bính Ngọ có thể hơi quá tập trung vào bản thân và đôi khi còn nổi cơn tam bành khi mọi chuyện không được như ý. Khi ai đó xoa vuốt ngựa không đúng cách, nó sẽ cắn đá, đạp hoặc đáp trả ngay không chút chần chừ. Cũng giống như vậy, người tuổi Bính Ngọ thường phản ứng quyết liệt để rồi sau đó lại hối tiếc vì sự nóng nảy cũng như những lời nói nặng nề của mình. Dù khoác trên mình vẻ ngoài hòa đồng, tận sâu thẳm tuổi Bính Ngọ vẫn là những kẻ nổi loạn mạnh mẽ. Nam mạng tuổi Bính Ngọ. Xem tử vi thấy rằng, cuộc đời của nam mạng Bính Ngọ bắt đầu ổn định từ trung vận, công việc được nhiều suôn sẻ thuận lợi. Những người tuổi này sẽ vất vả nhiều về gia đạo và con cháu, sang đến tận hậu vận mới được thành thơi hưởng phúc. Nam mạng Bính Ngọ có nhiều đổi thay về công danh và sự nghiệp trong cuộc đời. Những người này hưởng thọ trung bình từ 73 tuổi đến 89 tuổi. Nếu ăn ở hiền lương, thật thà, làm nhiều chuyện tốt, tích nhiều phúc đức thì ắt được tăng tuổi thọ. Nữ mạng tuổi Bính Ngọ. Trong suốt cuộc đời của mình, Bính Ngọ nữ mạng phải trải qua nhiều biến động trong cuộc sống. Chỉ từ trung vận trở đi, mọi chuyện mới ổn định dần trở nên tốt đẹp cả về công danh, sự nghiệp lẫn đời sống tình cảm. Theo tử vi tuổi Bính Ngọ, những người tuổi này có số hưởng thọ từ 76 tuổi đến 85 tuổi. Nếu ăn ở lương thiện, làm nhiều chuyện tốt, tích nhiều phúc đức sẽ được gia tăng tuổi thọ. Về mặt công danh, sự nghiệp, những người tuổi Bính Ngọ số đông làm việc rất cần cù chăm chỉ. Giai đoạn đầu của cuộc đời, họ làm ăn rất vất vả, chật vật. Sau sang thời kỳ trung niên khá dần lên, nếu họ biết nỗ lực không ngừng vì mục tiêu sẽ đạt được thành quả lớn như mong muốn. Trong công việc làm ăn, người tuổi Bính Ngọ nên đi tìm các nghề nghiệp đòi hỏi sự tỉ mỉ, khéo léo của đôi bàn tay và một bộ óc thẩm mỹ hơn người thì mới mong đạt được thành tựu. Đối với hoạt động thương trường do bỏ vốn vội quá nên họ hay bị khốn đốn vì những đống hàng hóa có lợi lớn. Người tuổi Bính Ngọ tối kỵ xa vào tửu sắc và những thứ hư vô lãng phí khác. Nếu họ không làm chủ được mình trước cám dỗ và không tự giác rút ra được, có nghĩa là đã tự kết liễu cuộc đời mình. Trong cuộc đời, người tuổi Bính Ngọ có lúc thăng trầm khốn khó, nhưng nhìn chung cũng gặt hái được thành tựu rực rỡ trong giai đoạn về sau. Trên con đường quan trường nên tuyệt đối tránh xa việc giao tranh kiện tụng. Nếu xảy ra việc kiện tụng, phần lớn họ sẽ bị thất bại. Người tuổi Bính Ngọ khi thất vật phần lớn có tìm thấy. Người tuổi Ngựa luôn có nhiều bạn bè xung quanh, nhưng cuối cùng họ vẫn chỉ có một mình. Họ chỉ muốn theo con đường riêng của mình. Kẻ tự do trước mọi nẻo đường cuộc sống, trong quan hệ giao tiếp, họ luôn đề cao ý thức cộng đồng. Họ là người miệng nói tay làm, nên các công việc của họ tham gia phụ trách để phát triển thành công. Nam mạng tuổi Hợp làm ăn. Nam mạng Bính Ngọ nên lựa chọn các tuổi hợp về đường tài lộc như Bính Ngọ, Tân Hợi, Ất Mão để hùn hạp làm ăn công việc sẽ vô cùng suôn sẻ, thuận lợi.
đạt được thành công, thu về tiền tài như ý. Tuổi Đại Kỵ. Bính Ngọ không nên kết duyên hay hợp tác làm ăn với những người tuổi này, kẻo công việc gặp nhiều khó khăn trở ngại, dẫn tới thua lỗ, tình duyên giang dở không được như ý muốn. Đó là những tuổi Đinh Mùi, Kỷ Dậu, Quý Sửu, Kỷ Mùi, Tân Dậu và Tân Sửu. Nếu chót lỡ yêu thương nhau rồi mới biết phạm tuổi Đại Kỵ mà vẫn muốn tiến tới hôn nhân thì không được tổ chức cưới hỏi linh đình rầm rộ, chỉ được làm mâm cơm cúng gia tộc, tổ tiên để được chứng giám sẽ có cơ may chung sống đến trọn đời. Nếu tuổi Đại Kỵ là người thân trong gia đình thì nên thành tâm làm lễ cúng sao dài hạn hàng năm cho mỗi người, sẽ giảm bớt xung kỵ, tránh được tai ương. Quan trọng nhất vẫn là ăn ở hiền lành, làm nhiều việc thiện, tích phúc, tích đức, mọi tai họa sẽ được hóa giải. Ngày giờ xuất hành hợp nhất, thời điểm hoàng đạo cho nam mạng Bính Ngọ xuất hành giờ là giờ chẵn, ngày chẵn và tháng lẻ. Nếu xuất hành vào thời điểm này, mọi chuyện sẽ vô cùng suôn sẻ, thuận lợi, gặp nhiều may mắn, đạt được thành công, thu về nhiều tiền tài, vạn sự như ý, đại cát, đại lợi. Nữ mạng tuổi hợp làm ăn. Bính Ngọ nữ mạng nên chọn những tuổi hợp với mình về đường tài lộc, Bính Ngọ, Tân Hợi và Nhâm Tý. Để hợp tác thì công việc sẽ được suôn sẻ, gặp nhiều may mắn, thành công thu về nhiều lợi nhuận. Tuổi Đại Kỵ. Đinh Mùi, Kỷ Dậu, Quý Sửu, Kỷ Mùi, Tân Dậu và Tân Sửu là những tuổi xung khắc với Bính Ngọ nữ mạng. Bạn không nên kết hôn hay hợp tác làm ăn với một trong 6 tuổi kể trên nếu không muốn mọi khó khăn không được như ý muốn. Gặp tuổi Đại Kỵ mọi việc phải thận trọng giản dị sẽ hết sức. Nếu chót lỡ yêu thương nhau rồi mới biết là phạm tuổi Đại Kỵ mà hai người vẫn muốn tới hôn nhân thì không được tổ chức cưới hỏi linh đình rầm rộ, mà chỉ được làm mâm cơm cúng gia tộc tổ tiên để được chứng giám sẽ có cơ may chung sống đến trọn đời. Quan trọng nhất vẫn là ăn ở hiền lành, lương thiện, làm nhiều việc tốt, tích nhiều phúc đức, những chuyện xấu sẽ được hóa giải. Về mặt tài lộc, kiếm được tiền là phát tài, phát lộc, song biết giữ tiền chi tiêu ít cũng là một dạng phát tài. Nhiều người tài lộc vượng, tuy không kiếm được nhiều tiền nhưng lại tiêu rất ít. Cũng có người tài lộc vượng mà chẳng tiết kiệm được là bao, đó là vì mệnh họ chữ tài không hậu, vận tài lộc lưu niên không được tốt, tiền kiếm được nhiều mà tiêu hết cũng nhanh. Người tuổi Bính Ngọ khẳng khái, chính trực, quảng giao, quan hệ xã hội tốt, chính vì vậy mà tài lộc cũng không tồi, cả đời sung túc, không lo cơm áo. Bản tính lạc quan, yêu đời, nhân duyên tốt lại không bao giờ so tính thiệt hơn, nên dù kiếm được tiền, nhưng người này không có suy nghĩ tiết kiệm, số tiền dành dụm được cũng không quá nhiều. Mỗi khi tiền bạc dư giả sẽ nghĩ ngay cách để ăn tiêu, nhiều khi hoang tàn vung tay quá chán. Đây là người yêu cầu rất cao về vật chất, thích những đồ xa xỉ. Quần áo phải là hàng hiệu đắt tiền, các hàng mỹ phẩm mỗi khi ra sản phẩm mới đều không thể thiếu mặt người này đến mua sắm. Chính vì thế mà thu không bù nổi chi, khả năng quản lý tài chính gần như bằng không, khi còn trẻ thường hay lãng phí tiền bạc, tới khi kết hôn thì dần dần mới nhận thức được tầm quan trọng của đồng tiền. Hậu vận kinh tế dần khấm khá, bản thân mệnh cách tuổi Bính Ngọ đã có số vượng tài. Đặc biệt sau 58 tuổi sẽ xuất hiện vô số cơ hội phát tài bất ngờ, bạn cứ chiêm nghiệm thực tế sẽ thấy rất rõ điều này. Công việc có nhiều đột phá, từ đó thúc đẩy tài vận gia tăng, chỉ cần chăm chỉ làm việc, không lo thiếu tiền xài. Muốn có hoạnh tài bất ngờ, bản mệnh có thể thử sức ở một số lĩnh vực mới như đầu tư vào thị trường chứng khoán, vàng bạc, bất động sản. Có điều, trước khi làm bất cứ việc gì, hãy nghiên cứu kỹ càng thị trường và kiểm soát cảm xúc thật tốt, có như thế mới tránh được thiệt hại về tiền của. Từ nay trở đi nên tập trung phát triển công việc hiện tại, không ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc nếu chưa sắp xếp được thời gian. Khi dồn công sức cho một việc thành công sẽ lớn hơn là phân tán, dù hứa hẹn một năm, nhiều cơ hội kiếm tiền và làm giàu. Nhưng tuổi Bính Ngọ nên lấy phương châm tích lũy và tiết kiệm làm đầu, hết sức tránh tình trạng lãng phí, kẻo tiền mồ hôi, xương máu kiếm được sẽ một đi không trở lại. Có thời điểm tuổi Bính Ngọ sẽ đối mặt với nhiều khó khăn, áp lực về tài chính, cả khách quan và chủ quan. Tuy nhiên, ảnh hưởng không quá lớn, trong gian khó bản mệnh vẫn tìm thấy cơ hội tốt để vươn lên hơn người, quan trọng là phải biết phấn đấu và không ngừng học hỏi. Về mặt tình cảm, người tuổi Bính Ngọ vô cùng nhạy cảm với tình yêu, họ dễ rơi vào lưới tình nhưng cũng có thể thoát ra một cách nhẹ nhàng. Trong suốt cuộc đời sẽ có nhiều chuyện kết thúc không mấy vui vẻ, có lẽ họ sẽ phải trải qua sự đổ vỡ trong hôn nhân. Trong chuyện tình cảm, những người tuổi Bính Ngọ đôi khi mù quáng, họ thường có xu hướng không quan tâm tới bất cứ điều gì, ngoài việc yêu hết mình. Tuổi Ngựa vừa tình tứ, lại vừa kín đáo, nên thường kẹt trong tình thế khó xử. Thế nhưng ái tình đến với độ tuổi này một cách dễ dàng, bởi lẽ tuổi Bính Ngọ luôn tự mình phô bày hoặc quyến rũ người khác phái.
Họ rất biết cách khen ngợi người khác, nói những lời hay ý đẹp khiến người ta vui lòng, hơn nữa còn giàu lòng cảm thông. Vì vậy rất được mọi người quý mến, chỉ riêng về điểm này, họ đã có những thuận lợi nhất định trong tình yêu. Nhưng dù có những ưu điểm như vậy, song tuổi Bính Ngọ vẫn gặp nhiều thất bại đau khổ, có thể họ vẫn chưa tìm thấy một người tình như ý, nên suốt ngày rầu rĩ, lo lắng, luôn cảm thấy ưu thế. Với khí chất tú lệ trời ban của mình, lẽ ra phải tìm được một đối tượng như mong muốn, họ dành phần lớn thời gian quý báu cho những cuộc tìm kiếm vô nghĩa. Thật ra chuyện thế gian thường là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Trong tình yêu tuổi Bính Ngọ nhiệt tình nhưng thiếu nhẫn nại, đôi khi còn không biết cách lấy lòng người yêu. Nhưng mặt khác họ sẽ cảm thấy giá trị bản thân và ý nghĩa sinh tồn chính ở việc không đơn thuần chìm đắm trong tình ái yêu đương. Họ thường hiểu rằng tình yêu là nhân tố quan trọng giúp bạn thành công. Nữ giới tuổi Bính Ngọ thường theo đuổi mẫu tình yêu hiện thực, họ thường cảm thấy trống trải cô đơn. Nếu có người xuất hiện với tư thế của một thiên thần hộ mệnh vĩ đại, họ sẽ chấp nhận không cần suy nghĩ. Mẫu đàn ông đầy nam tính, có tinh thần sẵn sàng hiến dâng hy sinh bản thân mình là đối tượng tuyệt vời của người tuổi nữ Bính Ngọ. Nữ tuổi Bính Ngọ luôn theo đuổi một cuộc sống gia đình hoàn mỹ, sự quan tâm, dịu dàng, ấm áp của họ sẽ khiến người chồng cảm phục, nhưng họ cũng không yêu chồng một cách mù quáng. Hễ phát hiện chồng chán và có ý định bỏ rơi mình, họ sẽ kiên quyết kết thúc hôn nhân, chứ không nhẫn nhục cầu toàn là một đôi vợ chồng trên danh nghĩa. Một số nam giới tuổi Bính Ngọ rất vụng về, muốn bày tỏ tâm tình thì càng khiến luống cuống tay chân, cho nên trước mặt người yêu thường nói năng ấp úng, chẳng ra đầu ra đuôi gì cả. Họ đau đầu nhất với kiểu tình yêu lãng mạn, không biết phải bồi dưỡng khí chất lãng mạn cho bản thân thế nào. Mà ngay cả khi đối phương chủ động, họ còn là chuyên gia tạo ra những cản trở một cách ngốc nghếch nhất. Nam giới tuổi Bính Ngọ tuy thời trẻ vụng về, nhưng sau khi trưởng thành sẽ trở nên hoàn thiện, phong độ và được phái nữ sùng bái ngưỡng mộ. Bởi vậy sau kết hôn, có thể anh ta sẽ đón hoa nhặt cỏ ở bên ngoài, nhưng vẫn phải nhớ quan tâm chăm sóc gia đình. Ngoài ra, nên chú ý tuổi Bính Ngọ thường đòi hỏi ở tình yêu nhiều cái mà ngay cả bản thân họ cũng không hiểu rõ. Điều này sẽ khiến phía bên kia rất khó chịu. Nam mạng. Chuyện nhân duyên của nam mạng Bính Ngọ được chia ra thành 3 trường hợp như sau. Những người sinh vào tháng 8 và tháng 12 âm lịch có thể sẽ phải trải qua 3 lần thay đổi trong chuyện tình duyên mới đến được bến bờ hạnh phúc của riêng mình. Những ai sinh vào tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 9 và tháng 10 âm lịch, tình duyên sẽ phải trải qua 2 lần thay đổi mới được chung sống hạnh phúc với người mình yêu trọn đời. Những nam mạng Bính Ngọ sinh vào tháng 6, tháng 7 và tháng 11 âm lịch sẽ không trải qua lần thay đổi nào trong chuyện tình duyên mà sẽ sống hạnh phúc cùng ý chung nhân duy nhất của mình đến cuối cuộc đời. Nữ mạng. Chuyện nhân duyên của nữ mạng Bính Ngọ được phân thành 3 trường hợp như sau. Những người sinh vào các tháng 4, tháng 9 và tháng 12 âm lịch có thể sẽ phải trải qua 3 lần trong chuyện tình duyên mới đến được với bến bờ hạnh phúc của riêng mình. Những ai sinh vào các tháng 1, tháng 2, tháng 5, tháng 8 và tháng 10 âm lịch sẽ phải trải qua 2 lần đò mới tìm được bến đỗ cuối cùng của cuộc đời mình. Còn các nữ mạng Bính Ngọ sinh vào tháng 3, tháng 6, tháng 7 và tháng 11 âm lịch sẽ có tình duyên viên mãn cùng với ý chung nhân duy nhất của cuộc đời mình mà không phải trải qua bất cứ sự thay đổi nào trong cuộc đời. Về mặt sức khỏe, người tuổi Bính Ngọ sức khỏe rất tốt, tuy nhiên lại thường mắc các bệnh về gan. Gan đóng vai trò chủ đạo trong việc điều tiết âm dương nóng, lạnh, điều tiết máu. Người mệnh này cũng hay bị ứ huyết, gan tàng hồn, ảnh hưởng đến tinh thần hay bị đau đầu, chóng mặt hay mắc các bệnh về thần kinh. Người tuổi Bính Ngọ lại hay ghen ghét đố kỵ mà nổi nóng, vì thế cần chú ý giữ tinh thần thoải mái, tự mình kiểm soát cảm xúc của bản thân để giữ gìn sức khỏe. Tiếp theo, tử vi vận trình lưu niên người tuổi Bính Ngọ qua các năm. Tuổi Bính Ngọ gặp năm Tý. Xem vận trình lưu niên của tuổi Bính Ngọ, năm Tý người tuổi Bính Ngọ sẽ gặp phải nhiều điều không như ý, do hung tinh tác động hoặc khẩu thiệt thị phi nhiều, cần hạn chế mâu thuẫn với người khác. Tuy nhiên, vẫn có những lúc bản mệnh nhận được sự giúp đỡ của quý nhân, nếu nắm chắc cơ hội trước mắt thì khó khăn nào bạn cũng có thể vượt qua, thậm chí biến thách thức thành cơ hội. Tuổi Bính Ngọ gặp năm Sửu. Được các tinh chiếu mệnh, năm Sửu bản mệnh gặp được nhiều chuyện như ý, dù thách thức xuất hiện cũng không có gì đáng lo. Nếu muốn cầu tài bạn cần bình tĩnh cân nhắc và lựa chọn thời điểm thích hợp nhất, như vậy mới có thể có thu về khoản lời lãi tối đa. Giữa năm là khoảng thời gian nhiều vấn đề xảy ra, bản mệnh cần thận trọng hành sự. Tuổi Bính Ngọ gặp năm Dần. Đường tài lộc của người tuổi Bính Ngọ trong năm này không hanh thông, họa phá tài rình rập,
Vì thế mà bản mệnh cần hết sức thận trọng trong việc kết giao bạn bè hoặc ký kết hợp đồng với đối tác, sự nghiệp cũng có dấu hiệu dậm chân tại chỗ, còn mình không nên phụ thuộc vào người khác mà cần cố gắng bằng chính sức mình, làm tốt các nhiệm vụ trước mắt. Tuổi Bính Ngọ gặp năm Mão. Xem vận trình lưu niên của tuổi Bính Ngọ, thấy năm này có các tinh thiên hỷ soi chiếu, bản mệnh nhận được nhiều tin mừng trên cả phương diện tài lộc và sự nghiệp, đào hoa nở rộ cũng là lúc con giáp này trở nên nổi bật trong mắt mọi người. Người độc thân nắm bắt cơ hội để nên duyên với người phù hợp, các mối quan hệ xã giao hài hòa cũng giúp bản mệnh được tiếp xúc nhiều với cơ hội phát triển đáng quý. Tuổi Bính Ngọ gặp năm Thìn. Năm này vận trình lên xuống bất ổn, thậm chí ngay cả khi thực hiện công việc quen thuộc bạn cũng không được chủ quan bởi sự cố có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Sao Thiên Cầu tác động, khuyên bạn làm việc gì cũng nên tập trung, không nên tạo sơ hở để kẻ xấu nắm thóp, gây ra rắc rối khiến bản thân tốn nhiều công sức giải quyết. Tuổi Bính Ngọ gặp năm Tỵ. Tình trạng sức khỏe của người tuổi Bính Ngọ trong năm này có dấu hiệu xuống dốc rõ rệt, vì thế bạn cần có ý thức giữ gìn, không nên bắt bản thân làm việc quá vất vả hoặc đắm chìm trong các thú vui, vận động quá sức. Thời điểm này, quan hệ xã giao cũng có nhiều bất ổn, cần cẩn thận khi kết giao với bạn bè, kẻo rước họa vào thân, không phải ai cũng thực sự muốn tốt cho bạn. Tuổi Bính Ngọ gặp năm Ngọ. Căn cứ vận trình lưu niên của 12 con giáp trong năm Phạm Thái Tuế, người tuổi Bính Ngọ thường xuyên cảm thấy mệt mỏi nên tránh tham gia vào việc tang. Thực tế thì năm nay con đường sự nghiệp và tài lộc của bản mệnh vẫn có nhiều bước tiến nhất định. Nếu quyết tâm làm việc thì ắt sẽ đạt được mục tiêu đã đặt ra từ trước. Tuổi Bính Ngọ gặp năm Mùi. Căn cứ vận trình lưu niên của tuổi Bính Ngọ, vận trình của bản mệnh trong năm Mùi tương đối hanh thông, ngay từ đầu năm đã có được nguồn thu hoạch nhỏ, đến cuối năm thì hoàn thành đại sự. Tuy giữa năm công việc gặp phải vài điều bất lợi, nhưng bạn có thể biến thách thức thành cơ hội, tìm ra hướng đi mới ngay giữa khó khăn. Tuổi Bính Ngọ gặp năm Thân. Năm Thân vận trình của con giáp này hung cát đan xen, có lúc gặt hái thành công lớn, nhưng cũng có lúc vướng phải nhiều khó khăn, thất bại. Do đó, bản mệnh cần hết sức cẩn thận khi hành sự, chớ kiêu ngạo hoặc bi quan quá mức, vì đường tài lộc không mấy hanh thông, nên trong thời điểm này, bạn chỉ nên đầu tư các khoản nhỏ. Tuổi Bính Ngọ gặp năm Dậu. Người tuổi Bính Ngọ được trải qua một năm yên bình, do không có nhiều tiểu nhân ám hại, nên bạn có thể yên tâm bắt tay vào các kế hoạch của mình. Ngay từ đầu năm đã có cơ hội làm giàu gõ cửa, bản mệnh nên nhanh chóng nắm bắt để cuộc sống bước sang trang mới. Tuy nhiên, dù giàu có đến đâu, bạn cũng cần chú ý cách quản lý tài chính, nếu không sớm muộn cũng cháy túi. Tuổi Bính Ngọ gặp năm Tuất. Người tuổi Bính Ngọ liên tiếp được gặp may mắn trong năm này, ai tham gia thi cử sẽ gặt hái được thành tựu đáng kể. Người có công ăn việc làm ổn định, có thể vướng phải khó khăn, song đây cũng là cơ hội để bạn chuyển mình. Người làm ăn kinh doanh có nhiều cơ hội cần nắm bắt, dù gặp khó khăn cũng đừng sợ hãi từ bỏ, hãy quyết tâm với việc mình đang làm. Tuổi Bính Ngọ gặp năm Hợi. Năm này vận trình của bản mệnh có dấu hiệu xuống dốc, song không cần quá lo lắng, bởi lúc khó khăn ắt có quý nhân xuất hiện, giúp bạn hóa giải. Vận trình tài lộc không có bước tiến quá đáng kể, khuyên con giáp này cần tìm ra lối đi mới cho mình. Không nên đi mãi theo lối mòn, nhưng chỉ khi nào đã nắm chắc mọi thông tin mới nên tiến hành đầu tư, không nên làm liều. Vận mệnh tuổi Bính Ngọ với tháng sinh âm lịch. Người tuổi Bính Ngọ sinh vào tháng 1. Người sinh vào tháng Giêng bản tính phóng khoáng, rộng lượng, họ rất giỏi tạo dựng và duy trì các mối quan hệ, khi gặp khó khăn đã có bạn bè sẵn sàng cứu giúp. Người tuổi Bính Ngọ sinh vào tháng 2. Đây là những người ưa thích cuộc sống thanh nhàn, không phải hơn thua với đời, họ muốn được tự do theo đuổi những gì mình thích. Về số mệnh, bản mệnh được quý nhân phù trợ, hưởng phúc phần từ ông bà, cha mẹ. Người tuổi Bính Ngọ sinh vào tháng 3. Những người sinh tháng 3 âm lịch rất biết tính toán, đề ra chiến lược và nỗ lực thực hiện, bởi vậy thành công đến với họ nhanh chóng hơn người khác. Người tuổi Bính Ngọ sinh vào tháng 4. Bản mệnh tự mình gây dựng cơ đồ, dũng cảm vượt qua nghịch cảnh, nên ý chí vô cùng sắt đá, không dễ dàng làm họ dao động. Họ rất biết cách tận dụng cơ hội làm ăn, tiền tài như nước, nhưng lại khó khăn trong việc tiết kiệm. Người tuổi Bính Ngọ sinh vào tháng 5. Thời trẻ mệnh cách chịu vất vả ngược xuôi, bươn trải để kiếm sống và chứng tỏ năng lực bản thân. Khi về già sức khỏe tốt, được hưởng phú quý, phúc phần bạn đời con cháu. Người tuổi Bính Ngọ sinh vào tháng 6. Con đường lập nghiệp của người này nhiều chông gai, phải đổ nhiều mồ hôi mới thu được trái ngọt. Do vậy bản mệnh cần kiên trì theo đuổi mục tiêu đến cùng, tất cả sẽ nhiều khởi sắc. Người tuổi Bính Ngọ
sinh vào tháng 7. Những người này trí tuệ hơn người, dù vướng trở ngại nào cũng đều tìm được giải pháp gỡ bỏ. Trên đường công danh, mệnh chủ cần đề phòng tranh chấp, kiện tụng, làm ảnh hưởng tới uy tín bản thân. Người tuổi Bính Ngọ, sinh vào tháng 8. Tuổi Ngọ sinh vào tháng 8 chí dũng song toàn, đầy đủ phẩm chất của bậc quân tử, nhờ vậy mà họ được giao cho nhiều trọng trách trong công việc, đường công danh thăng tiến nhanh chóng. Người tuổi Bính Ngọ, sinh vào tháng 9. Người sinh vào tháng 9 thực sự có tài, nhưng không phải ai cũng biết vận dụng. Những người có chí cầu tiến, vận mệnh cực kỳ sáng lạng rực rỡ. Ngược lại, người chỉ muốn tựa nhờ người khác thì tài vận không bền. Người tuổi Bính Ngọ, sinh vào tháng 10. Cuộc đời những người này phải trải qua rất nhiều cung bậc thăng trầm, họ không có quý nhân nâng đỡ, nên sự nghiệp muốn thành công phải biết chịu đựng cực nhọc, vất vả, đến cuối cùng sẽ được kết quả xứng đáng. Người tuổi Bính Ngọ, sinh vào tháng 11. Xét tổng thể vận mệnh, người tuổi Bính Ngọ sinh tháng 11, không có hoạn nạn nào nghiêm trọng. Tuy nhiên, họ khá khó để tìm được bạn đồng hành, đồng nghiệp tương trợ. Người tuổi Bính Ngọ, sinh vào tháng 12. Khi đi học, người này thường xuyên đạt thành tích tốt, rất có tố chất và nghị lực. Khi lớn lên, vận mệnh thuận buồm xuôi gió, làm ăn phát đạt, phúc trạch kéo dài. Thông điệp may mắn dành riêng cho tuổi Bính Ngọ sau 58 tuổi. Tu miệng trước khi tu thân để đời được hưởng phúc, lời nói như bát nước đổ đi rồi khó mà lấy lại được, dẫu có lấy lại được rồi cũng không còn nguyên vẹn. Vì thế, trước khi tu thân cần phải học cách tu cái miệng, tránh nói những lời gì đây? 1. Tránh than vãn nói lời chán nản. Những lời than vãn chán nản chỉ khiến người ta nhụt chí, không có tinh thần phấn đấu, cuộc sống lại rất cần lời cổ vũ khích lệ. Vừa tốt cho bản thân mỗi người, lại mang tới hòa khí cải thiện các mối quan hệ, bản thân không tự cổ vũ, tự động viên, mà còn nói lời thoái chí chẳng khác gì không tự tin vào mình không tin vào mình, thì ai dám trao gửi niềm tin, vì thế than vãn chán nản là những lời nói nên tránh trong đời. 2. Không nói lời oán trách. Khi không hài lòng, cảm thấy bất mãn hay khi thất bại, người ta thường quay sang oán trách, oán trời trách đất, oán thân trách phận, oán bạn bè trách người thân. Thường xuyên nói lời oán trách dễ khiến người khác gây điều thị phi, không ai khác, phần thiệt thòi vẫn quy về chủ nhân của những lời oán thán ấy, rồi tự mình lại làm khổ mình. 3. Không nói những lời trong cơn tức giận. Khi tức giận, chẳng ai dám khẳng định rằng mình làm chủ được bản thân. Lời khi nói tức giận có sức tổn thương ghê gớm với người khác và với chính mình. Vậy nên đã tức giận rồi thì đừng nói gì, im lặng là vàng, chờ thời gian nguôi ngoai bình tĩnh lại rồi nói gì cũng hay. 4. Không nói lời làm tổn thương người khác. Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Một lời nói đơn giản thế thôi, nhưng cũng sắc tựa ngàn lưỡi dao, nói năng lỗ mãng tùy tiện. Không biết bao dung thì dễ làm tổn thương người khác. Tổn thương người khác chỉ là nhất thời, các ảnh hưởng sâu sắc hơn chính là giá trị bản thân bị hạ thấp, thậm chí bị xem thường. 5. Không nói lời khoe khoang. Khoe khoang chẳng được ích lợi gì ngoài việc sướng cái miệng. Người ta bảo thùng rỗng thì kêu to, càng khoe khoang càng để lộ điểm yếu, để khi người ta phản bác lại thì ú ớ không biết đối đáp ra sao. Người muốn vĩ đại thì nên làm điều vĩ đại, làm bằng thực lực bản thân để người khác tâm phục, khẩu phục, chứ không thể bằng những lời khoác lác. 6. Không nói lời dối trá. Phật giáo giảng về ngũ giới, trong đó có giới cấm nói dối tức là thấy mà nói không thấy mà nói thấy, đúng mà nói sai, sai mà nói là đúng, đều là những lời không thật lòng, lời nói dối như con dao hai lưỡi, có thể phản chủ bất cứ lúc nào. 7. Không nói những điều bí mật, riêng tư. Cuộc đời lắm bí mật, từ bản thân mỗi người, từ gia đình đến xã hội, đến quốc gia, vì thế chúng ta nên hình thành cho mình thói quen giữ bí mật, không phát ngôn tùy tiện. Bởi khi bị lộ bí mật, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, đặc biệt đó là bí mật lớn, chuyện riêng tư, đời tư của mỗi người cũng được coi là bí mật riêng, ai ai cũng cần tôn trọng. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về 3 cơ hội giúp tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, đổi đời giàu có hơn người sau 58 tuổi âm lịch. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ gặp được nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết.
Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.